Hai người muốn khách hàng trở lại không phải nhờ chương trình khuyến mãi đâu. Thật ra vấn đề chủ yếu chính là nồi nước lẩu này đây nè. Ai mà không biết má là phụ nữ, khách hàng tới đây cũng chỉ muốn ăn nước lẩu của bà Bô mà thôi, vậy làm sao? Ê, thật ra thì tôi đã cố gắng bắt chước lắm rồi, nhưng mà vẫn không thể nấu ra được mùi vị của bà chủ. Cứ như là thiếu thiếu cái thứ gì đó vậy, thì đành bó tay thôi. Đây là bí kíp độc quyền của nhà họ Dương các người kia mà, làm sao mà giống được đây chứ, có phải gì không? Không phải đâu anh ba, anh từng đi chợ với bà Bô, chắc bà có dạy anh cách nấu mà. Bà có dạy, nhưng mà lúc bà muốn dạy thì đúng lúc đó anh bận. Tới lúc anh có thời gian rồi thì bà đã không còn đây nữa. Không đúng, anh suốt ngày trong nhà bếp, không lý nào không nhìn lén được cách nấu nước lẩu của bà. Có những chuyện đã tới lúc phải chia sẻ với hai người rồi. Bà chủ Đỗ Võ Quế, hoa hồi, thảo quả bỏ hạt, tiểu hồi hương, bạch đậu khấu ngâm nước ấm, loại bỏ tạp chất và vị đắng chát, ngâm trộn giò nát để sẵn, băm nhuyễn ớt khô đã được ngâm nước thành nước ớt để sẵn, ngò rí, gừng và hành sắc lát sắc sợi để sẵn, ớt tiêu xanh thì ngâm rượu trắng để sẵn đó luôn, ớt khô lá nguyệt quế ngâm nước ấm cũng để sẵn luôn, và thêm một lượng lớn tương đậu tầm để sẵn. Sau đó thì mở lửa ra chảo lớn để mà nấu chảy bơ. Tiếp theo lấy ớt khô, tương đậu tầm, tàu xì, gừng, ớt tiêu xanh đổ hết tất cả nguyên liệu vào trong chảo, rồi cứ như vậy quậy đều, trộn đều nó lên, không ngừng đảo đều, không ngừng xào lên. Khi nấu tới bước này rồi thì bà chủ sẽ nói với tôi. Quê à quê. Hey, bà chủ sao rồi sao rồi? Tới lúc uống trà sữa rồi. Cà phê, trà sữa, trà chanh, nước chanh, nước sâm cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là 10 phút sau bà chủ kia tôi quay trở lại, không bao lâu thì đã nói là xong nồi nước lẩu rồi. Còn nói nồi nước lẩu cây để 12 tiếng sau là có thể dùng. Vấn đề chính nằm ở 10 phút đó. Không sai. Bà lợi dụng 10 phút đó cho bí kíp nấu vào nồi nước lẩu. Bà kêu Quy ra ngoài, bà không muốn anh nhìn lén hả? Không sai. Nồi nước lẩu cây đó là linh hồn của Cần Lư, là trái tim của quán. Liệu zombie có khả năng giữ được Cần Lư? Bà nhờ bí kíp gia truyền này. Có nghĩa vậy là... có nghĩa là nếu không tìm ra được bí kíp đó thì tạm ngưng kinh doanh. Ê, cậu thôi là đầu bếp của Cần Lư mà chỉ biết cắt. Có bản lĩnh nào khác không? Không nói gì hả? Bò viên xúc tương cũng được, làm cơm chiên xá xíu cũng được, làm đại một vài món dường đồng kết tây, đánh lừa dư luận. Như vậy không sợ đánh mất khách hàng, khỏi phải dẹp tiệm. Zombie, con với Anna thỏa thuận với nhau, nếu thua con sẽ bước đi Cần Lư đó. Con có thể khoanh tay đứng nhìn, sai người khác làm. Nhiệm vụ của con chỉ là nhanh chóng quá giải bí kíp gia truyền của Bôn. Con có hiểu không vậy? Hiểu. Xin lỗi nha. Rốt cuộc bây giờ ai là người nắm quyền vậy? Dĩ nhiên là zombie rồi. Thì đúng rồi đó. Ông ở đó chỉ tay năm ngón làm gì chứ? Bởi vì tôi là cố vấn của zombie. Hả? Sao lại vì tôi như vậy? Chị dâu không ở đây thì tôi lớn nhất, tôi phải canh chừng các con làm việc. Không cần cảm kích tôi, chỉ cho tôi chút chi phí cố vấn được rồi. Không phải miễn phí hả? Với danh dự của bà, tôi xuất chiêu đây. Thành thật mà nói, trong khoảng thời gian 10 phút đó bà chủ bỏ thứ gì vào là một điều bí mật chính hằng. Tôi đã thử rất nhiều tổ hợp khác nhau, tỏi với bơ và dầu mỡ, thậm chí là cam thảo, trái mơ, tôi cũng đã thử hết rồi. Vẫn không đúng. Vẫn không đúng. Nhiều hương liệu như vậy, tất cả đều thử một lần chắc chắn sẽ trúng. Cứ thử đi. Tới rồi. Hai nồi lẩu này được tôi với lại ông chủ zombie nghiên cứu một ngày trời đó. Mấy Út chú cùng anh Phát, chị Hỷ, Đinh Đinh, cổ tử Qua Lưng, mọi người ở đây đều rất quen với nước lẩu của bà. Hơn nữa, nếu Tiểu Xuân, cô là cái lưỡi vàng do bà khâm định, mọi người là tinh anh của giới nếm thử, những người giỏi nhất, mời ăn thử. Nè, những chấm đỏ trên mặt cô khó khăn lắm mới mất đi, cô có sợ tái phát không? Không được, đừng ăn ráng nha. Tôi tự biết cách, một muỗng đã đủ. Ok. Nè Tiểu Xuân à, cô vì cái tên quái đản zombie này mà không màng tính mạng, vĩ đại thiệt.
Mặc kệ người ta, anh thử lẹ đi. Có hơi giống không? Hả? Hơi giống hả? Vậy là đoán trúng rồi. Thật ra ý tôi là không giống cho lắm. Kỳ quá, cái lưỡi hơi giật giật. Wow, phun ra lửa luôn rồi. Nóng quá, ngửi mùi y chang như cái bao tử hầm tiêu. Tuy vị cay thông qua thần kinh tam giác báo lên cho não biết, nhưng trên thực tế thì cảm giác cay với đau sẽ khác nhau. Điều tôi muốn nói là nước lẩu đủ cay, nhưng mà không đủ tê. Tức là không đủ chất san su. Chất hóa học hả? Chất san su có lẽ là thông qua việc ức chế phản ứng thần kinh được sinh ra từ kênh potassium. Cô hiểu sao? Nói chung qua tiêu sinh ra cảm giác cay tê. Còn ớt thì sẽ sinh ra cảm giác cay và nóng. Nè cô à, gặp được cô hai lần, cô tên là gì? Chị Tiếu Xuân Bắc Giá, cổ tử đúng không? Đẹp trai và to con. Là chỗ nào rất ẻo lả gì hả? Nè, Hoa Trình, đã nói không phải rất ẻo lả mà là rất đẹp trai. Lần trước tôi nói như vậy mà tại cô ấy hiểu lầm thôi à. Mỗi lần tôi đau bụng là tôi phải đi liền. Xin lỗi nha. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Thật ra hôm nay là đại hội ăn thử, không phải đại hội làm quen. Mọi người đừng bàn lạc đề có được không? Tôi chưa ăn thử nước lẩu cay của chị dâu, nhưng mà tôi cảm thấy nồi lẩu này rất khác với nồi lẩu ở ngoài kia. Hoàn toàn không có chút cảm giác. Con thử lại đi. Không lẽ lần này Cần Lương phải dẹp tiệm thật sao? Bình thường bà ấy lanh lợi lắm mà, không ghi chép lại bí kíp sao? Tôi thấy bà ấy thường cầm cuốn sổ tay ghi chép nhiều thứ mà. Phải đó, sổ ghi chép, trong đó có thể sẽ có bí kíp.